Các bạn có muốn xem những con cá mập con ma quái đó không? Cá mập con tu du tu du tu, cá mập con tu du tu du tu, chú cá con tu du tu du tu là cá con. Chú cá macaron tu du tu, chú cá macaron tu du tu, chú cá ma tu du tu du tu là cá ma. Cá quái vật tu du tu du tu, cá quái vật tu du tu du tu, cá quái vật tu du tu du tu là cá mập. Cá bi ngô tu du tu du tu, cá bi ngô tu du tu du tu, cá bi ngô tu du tu du tu là cá mập. Lừa hay lọc? Cá quý ma tu du tu du tu, cá quý ma tu du tu du tu là cá mập. Cá phu thủy tu du tu du tu, cá phu thủy tu du tu du tu, cá phu thủy tu du tu du tu là cá mập. Cá zombie tu du tu du tu, cá zombie tu du tu du tu là cá mập. Chúng ta đi tu du tu du tu, chúng ta đi tu du tu du tu, chúng ta đi tu du tu du tu, bọn ta đi. Kết thúc thôi tu du tu du tu, kết thúc thôi tu du tu du tu. Kết thúc thôi tu du tu du tu, dừng ở đây. Kết thúc thôi tu du tu du tu, kết thúc thôi tu du tu du tu, kết thúc thôi tu du tu du tu, dừng ở đây. Dừng đi thôi. Tôi gần như khiếp sợ. Gần như. Là Halloween. Chúng ta sợ hãi. Đi hù mọi người nào. Như thế này. Năm quái vật con sợ hãi chúng nó mà, và làm cho ta sợ hãi Halloween. Bất ngờ bọn ta thấy gương mặt ấy xanh xao, và phù một cái biến tan luôn. Nè, cô ấy đi đâu vậy? Tôi không biết, thật là vui. Bốn quái vật con sợ hãi chúng nó mang, và làm cho ta sợ hãi Halloween. Và hồn ma kia phủ khắp đêm nay, và cứ như thế có chừng. À, tại sao tôi phải? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm. Tôi sợ quá. Ba quái vật con sợ hãi chúng nó mang, và kỳ lạ thay đó đêm Halloween. Phù thủy yêu tinh với ma vây quanh, một người mất đi chẳng nghe âm thanh. Ô không, anh ta biết mất rồi. Ô à. Hai quái vật con sợ hãi chúng nó mang, và hai thôi chúng nó Halloween. Và người ta nghe tiếng con ma trên cây, và rồi biến mất lúc đó tên kia hắt hơi. Cầu chúa phù hộ cho bạn. Cảm ơn. Một quái vật con sợ hãi chúng nó mang, và cô đơn chỉ hắn Halloween. Không ai bắt được tôi đâu. Tên màu xanh nói, nghe thấy không, hả ngày đầu rung trơn.
thằng tốt của tôi. Cậu lừa mình, chúng tôi hiểu rồi. Này mọi người, đó là Halloween. Hãy coi chừng những con quái vật. Ô, coi chừng các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình rồi đó. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Ô, coi chừng. Hello, đó Halloween. Tôi thấy một phù thủy.
Tôi thấy một trời phù ơi. Chạy thôi các bạn ơi. Cái này kỳ cục quá. Bạn đã thấy kẹo của tôi chưa? Tôi nghĩ rằng tôi đã đặt túi đồ lừa hoặc món quà của tôi xuống bàn. Không. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng có một tên trộm kẹo ma quái đang rình rập. Một tên trộm kẹo. Mình thật là nhiều kẹo ngô lắm đây, nhưng chúng giờ ở đâu? Nhưng có ai đó đã đến và ăn chúng. Một con ma từ ngoài vũ trụ ư? Chỉ chút ít thôi sót lại và chúng nó rất là ngon. Yeah, cầm với sắc vàng kẹo bánh, đây một loại kẹo bánh thật ngon. Yêu. Nào kẹo bánh, ai lấy bữa tiệc yêu của bọn tôi? Không phải là nào tôi. Kẹo bánh, ai lấy chúng tôi sẽ ăn nó. Hãy để tôi xem. Này, cái gì đó? Tôi không biết hả? Một vài bí ngô gieo ở đây. Loại bí ngô thật là chua. Chúng làm tôi cười nhăn với nhau, làm tôi mất trí bạn ơi. Họ biến mất rồi chẳng thấy. Tôi không biết họ ở đâu. Ôi nàng bí ngô chua ơi, mang kẹo cao su cho tôi. Nào kẹo bánh ai lấy, bữa tiệc yêu của bọn tôi. Nhanh lên. Nào kẹo bánh ai lấy, chúng tôi sẽ ăn nó. Thật là vui ghê khi ngô cửa đây có bánh nên đi. Tên trộm kẹo bánh ăn hết mọi thứ hay không? Cuộc sống thú vị như thế đấy. Mình có rất nhiều sô-cô-la. Sô-cô-la trong dạng những ngôi sao. Tôi có một vài hạt tiêu này và xe bánh marshmallow. Tôi có rất nhiều bánh kẹo đường sữa lấp đầy bởi tôi. Nhưng tôi thấy một zombie. Chúng lấy đồ của tôi đi. Nào kẹo bánh ai lấy bữa tiệc yêu của bọn tôi. Nào kẹo bánh ai lấy sẽ ăn nó. Nào kẹo bánh ai lấy bữa tiệc yêu của bọn tôi. Mama. Nào kẹo bánh ai lấy bọn mình sẽ ăn nó. Cha cha cha. Mẹ, mẹ ư? Lừa hay lọc bé yếu? Này, không công bằng. Mẹ đang đùa đấy à? Ôi, chúc các con Halloween vui vẻ. Mẹ có thể cho con một ít kẹo ngô được không?